Mới đây tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Công Thương phối hợp với Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt tại thị trường trong nước là hoạt động triển khai chương trình kích cầu nội địa theo kế hoạch hành động của ngành công thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức các chuyến đưa hàng về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và chương trình bình ổn thị trường với gần 4.000 đợt bán hàng. Bộ Công Thương cũng tiến hành xây dựng các mô hình thí điểm bán hàng cố định và bền vững với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong đó, nhiều điểm bán hàng được thiết lập tại khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất với hàng hóa chủ yếu phục vụ công nhân và người lao động.